liệu có thể khiến cho họ hoàn thành được mục tiêu hay không. Như vậy là trận đấu đã vừa được bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, BKM Bình Dương sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Còn các cầu thủ Cần Thơ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Đây là huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn, người đã thay thế ông Phan Thanh Hùng. Một pha sút thẳng của Hoàng Phương. Phạm Trần Thanh Vũ đã bắt gọn trái bóng vừa rồi. Một pha đá phạt có thể nói là không quá khó. Không loại trừ khả năng đây sẽ là một pha đá phạt thẳng của Nguyễn Đoàn Trung Nhân. Góc sút phù hợp với cái chân trái. Rất nguy hiểm, bóng rồi sang ngang. Quả đúng là như vậy. Một pha đá phạt thẳng về phía khung thành của thủ môn Phạm Trần Thanh Vũ của Nguyễn Đoàn Trung Nhân. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đã xuất hiện ở phút thứ 12, ở phút thứ 8 của trận đấu. Quỹ đạo đi của trái bóng là rất khó chịu và có thể thấy thủ thành Phạm Trần Thanh Vũ cũng đứng hơi cao trong tình huống này. Cự ly hơi xa và có lẽ sẽ là một tình huống treo bóng vào cột 16m50. Một pha sút thẳng rất nguy hiểm, rất bất ngờ. Một pha sút với lực đi rất tốt vừa rồi là của Trần Hoàng Phương. Rất bất ngờ. Cú sút mù chính diện, bóng đi lắc và đi cắm khiến cho thủ thành Phạm Trần Thanh Vũ gặp rất nhiều khó khăn. Quá đáng tiếc. Chủ nhà dứt điểm, rất nguy hiểm. Liên tiếp là những cơ hội dành cho Cần Thơ. Quả là đáng khen với tinh thần thi đấu của đội chủ nhà. Một tình huống dứt điểm rất nguy hiểm ở góc hẹp. Người vừa tung ra cú sút vừa rồi rất trống trải ở bên cánh trái. Đường chuyền ngay. Phạt cũng biết. Tình huống phạm lỗi của Lê Văn Sơn và đội chủ nhà sẽ được một quả đá phạt. Một tình huống kéo áo hơi lộ của Lê Văn Sơn. Trong tình huống vừa rồi, Phan Quốc Việt không có một pha khống chế gọn gàng. Rất lòng hỏng, tuy nhiên Phan Quốc Việt đã đem lại một quả đá phạt cho đội chủ nhà. Đứng trước bóng đang là Vũ Mạnh Truy. Mạnh Truy. Tuyệt vời. Tỷ số là 1-0 dành cho Cần Thơ. Người ghi bàn đó là Vũ Mạnh Truy. Lại Tuấn Vũ đã bị đánh bại. Một pha đá phạt rất đẹp mắt của Vũ Mạnh Truy. Ban huấn luyện của BKM Bình Dương đã không thể ngồi yên sau tình huống này. Thi đấu lép vế nhưng biết mình biết người và Cần Thơ đã vươn lên dẫn trước. Một pha đá phạt hàng rào có thể nói là cực kỳ đẹp mắt của Vũ Mạnh Truy. Rất đẹp, quỹ đạo đi cũng rất khó, lực đi cũng rất tốt. Và pha bay người của Lại Tuấn Vũ chỉ tô điểm thêm cho vẻ đẹp này mà thôi. Quá khó, 1-0 dành cho Cần Thơ. Nhưng mà ngày hôm nay họ phải đối mặt với BKM Bình Dương, một đội bóng thuộc top đầu tại V-League. Và cuộc chiến của Nguyễn Đoàn Trung Nhân. Tổng Anh Tỷ rất căng, rất nguy hiểm. Lần này bóng rơi cột dọc. May mắn đã đứng về phía Cần Thơ. Quỹ đạo đi của trái bóng đã bị lệch đi đôi chút khi mà đập phải hàng rào. Có thể nói điểm nhấn của hiệp thi đấu đầu tiên đó chính là những tình huống đá phạt cố định. Chúng ta cùng xem lại tình huống đá phạt của Tổng Anh Tỷ. Bóng đập hàng rào. Lực đi cũng rất tốt. Đánh đầu. Và cuộc chiến của Tiến Linh. Và sau đó là tình huống băng vào của Sĩ Giang. Đánh đầu cũng là một sở trường của Tiến Linh. Trong vừa rồi được treo bóng vào hơi cao so với đà bật nhảy của Tiến Linh. Trọng Huy. Không phải, đó là Tống Anh Tỷ. Việt Cường dứt điểm, rất nguy hiểm. Một pha xoay trở rất khéo của Nguyễn Trần Việt Cường.
vượt qua hai cầu thủ Cần Thơ và tung ra một tình huống dứt điểm cực kỳ nguy hiểm. Đó mới là cơ hội đáng chú ý đầu tiên của BKM Bình Dương trong hiệp tiêu thứ hai. Một pha xoay trở rất khéo của Nguyễn Trần Việt Cường. Bóng bị lập bập nhưng thủ thành Phạm Trần Thanh Vũ vẫn làm chủ được tình hình. Đường chuyển của Nguyễn Trần Việt Cường vẫn đang là Thanh Thảo. Một pha đánh gót. Trọng tài không thổi phạt đền dành cho BKM Bình Dương. Nguyễn Trần Việt Cường đã ngã trong khuộc 16m50. Pha phối hợp giữa Thanh Thảo và Nguyễn Trần Việt Cường, một pha đánh gót rất vừa tầm. Rõ ràng là Nguyễn Trần Việt Cường đã tự ngã ra trong tình huống vừa rồi. Cánh phải đang rất thoáng, rất hợp lý. Mạnh Duy. Pha bằng da rất xa của Lại Tuấn Vũ nhưng không có tình huống phạm lỗi của thủ thành mang áo số 30. Chúng ta cùng xem lại tình này. Một pha vẩy má ngoài vào khe rất hay. Vũ Mạnh Duy thiếu một chút tốc độ nữa. Trong tình huống này thì Lại Tuấn Vũ cũng đọc tình huống tốt. Nguyễn Hùng Thiết Đức. Quả tạt của Thiết Đức. Đánh đầu! Cơ vào! Đó là tình huống sở trường của Tiến Linh. Rất đáng tiếc bóng đã đi chênh cột dọc. Một pha bật nhảy và đánh đầu rất chủ động của Tiến Linh. Nhưng bóng đã không đi vào khung thành của thủ môn Phạm Trần Thanh Vũ. Rất hiếm hoi chúng ta mới thấy một quả tạt chất lượng từ hai bên cánh của cầu thủ BKM Bình Dương. Một pha dừng chân không và gật đầu rất cơ bản và rất đẹp mắt của Tiến Linh. Có thể nói đó là một pha dàn xếp đá phạt khá bất ngờ của cầu thủ BKM Bình Dương. Gôi! Và cứu thua của Thanh Vũ. Đội chủ nhà vẫn đang đứng vững. Người vừa tung ra cú dứt điểm vừa rồi đó là hậu vệ mà số 2 Nguyễn Hùng Thiện Đức. Pha chọn vị trí tốt của Phạm Trần Thanh Vũ. Những phút thi đấu rất hồi hộp, sức ép đã bắt đầu lớn hơn. Được các cầu thủ BKM Bình Dương tạo ra. Tỷ số là 1-0 và cuối cùng bàn thắng đã đến với BKM Bình Dương. Người ghi bàn đó là cầu thủ mã số 3 Nguyễn Thanh Thảo, người vào sân trong hiệp thi đấu thứ hai. Cuối cùng thì BKM Bình Dương đã làm được điều mà họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong suốt hơn 86 phút thi đấu vừa qua. Hàng phòng ngự của Cần Thơ đã bị đánh bại bởi một tình huống cố định và không chiến thành công của Thanh Thảo. Một pha bật rất cao của Thanh Thảo, cao hơn cả thủ môn Thanh Vũ và đánh đầu vào lưới trống. Thủ thành bên phía Cần Thơ chỉ bật theo phản xạ. Các hậu vệ bên phía đội chủ nhà đã mắc sai lầm. Thanh Thảo chạy cắt mặt và tung ra pha đánh đầu rất dũng mãnh. Khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021. Thêm một tình huống va chạm nữa. Người bị đau đang là Phan Quốc Việt. Không có thẻ phạt dành cho Nguyễn Hùng Thiện Đức. Đây là trận đấu mắt chính đầu tiên của trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Một pha bóng không đẹp của Nguyễn Hùng Thiện Đức. Nguyễn Thành Công rất chính xác và quyết đoán. Tỷ số luân lưu là 1-0 nghiêng về phía Cần Thơ. Tiến Linh rất đơn giản và bình tĩnh. Một pha đá phạt quá khó của Tiến Linh. Phan Quốc Việt đã đánh lừa được Lại Tuấn Vũ. Một tình huống đá sệt và đưa trái bóng đi sát cột dọc rất khó của Phan Quốc Việt. Trọng Huy rất nguy hiểm. Suýt chút nữa thì Thanh Vũ đã đoán được cú sút của Trọng Huy. Bóng vẫn đi vào lưới cho dù Thanh Vũ đã bay đúng hướng. Trần Thanh Tuấn vẫn vào. Lại Tuấn Vũ cũng đổ người đúng hướng và chạm được tay vào bóng. Suýt chút nữa thì Lại Tuấn Vũ đã cứu thua được cho các cầu thủ BKM Bình Dương.
khá hồi hộp. Và Tống Anh Thủy đã tung ra một cú sút rất mạnh. Bóng đi cao, rất cao so với khung xà ngang. Rất đơn giản và bình tĩnh. Đặng Như Tứ đã đánh lừa được lại Tuấn Vũ. Và pha đá phạt đền này đã đem lại nụ cười cho ban huấn luyện của các cầu thủ Cần Thơ. Cơ bản! Cái chân của Phạm Trần Thanh Vũ đã cứu thua cho Cần Thơ. Và chiến thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu đã giúp cho Cần Thơ góp mặt ở vòng 1/8 của quốc gia vòng World Cup 2021. Thanh Long là cầu thủ thứ hai bên phía BKM Bình Dương thực hiện không thành công trong loạt sút luân lưu. Trước đó là Tống Anh Thủy. Sau 90 phút hòa nhau với tỷ số 1-1 thì Cần Thơ, đội bóng đang có mặt tại giải nhất quốc gia, đã vượt qua BKM Bình Dương, đội bóng đang có mặt tại V-League, với tỷ số 4-2 sau loạt sút luân lưu.